Ok, được rồi, được rồi, được rồi. Nào bây giờ thì thế này nhé, em sẽ cho thầy là cái cảm giác nhả âm nó một tí, xong em sẽ em đi bài kia còn lại của em nhé. Cho nó đầy âm vào. Rồi, bây giờ thế này, cho thầy bây giờ em sẽ thử thêm một cái lại chữ này nữa này. Chữ này nhé, xem cái cột hơi mình có dài không này. Cho thầy chữ như này, như nguyên cột hơi dài này, như hai ba này, đó cột hơi dài. Rồi chữ nhi này, nhi hai ba này, cho thầy chữ tiếng này, tiếng hai ba này, tiếng đó cái ống hơi đấy nha, nguyên một cái cây hơi nha. Ok được không em? Rồi ok, bây giờ thế này nhá, mình sẽ đi cho thầy từng cái ấy nha, để thầy một chút nào. Rồi mình lại cái bài cái gì đừng yêu nữa em vừa rồi, một chút xíu về cái cách nhả âm ấy cho nó đẹp và nó rõ thì sau bắt đầu qua bài của em nhé. Nè, tạm câu này nhé, nhả cho nó đúng đồng thầy thì cái chữ khép nó rất là gọn. Hãy khép cái chữ ở vị trí cao nhất và theo chiều vòng xuống úp xuống nha, không phải ngửa tư thế nha. Nè, thầy làm. Có bao giờ, có bao giờ em nghe, nó rất là gọn mà thanh thoát âm thanh này, nó vừa tròn mà rất gọn này. Có bao giờ em nghe có vài điều khi yêu, hay ba nè. Có bao giờ em nghe có vài điều khi yêu, một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Yeah, không em mà không quen nha, sorry em dừng lại một xíu nè. Nếu mà không quen nó cảm giác là đưa cái cột hơi đây, gõ cái búa chữ xuống nha, cái chữ chính là cái búa đập xuống cột hơi nha. Cớ là thầy này đây nè. Cớ sao toàn những nước mắt, hai ba nè. Cớ sao toàn thấy nước mắt, tiếp nè. Những vết cắt, cứ giờ là thấy mất mất. Cứ sao toàn những ó nhả âm ở trên khép xuống một thầy nè. Cứ sao toàn thấy nước mắt. Cứ sao toàn thấy nước mắt. Cứ sao toàn những vết cắt. Cất hơi vòm âm, no, em hạn chế cái cách vòm âm quá rộng nha, nó sẽ bị ôm, nó hơi thành ấy đấy nha. Thầy làm nè. Cớ sao toàn những vết cắt ở nước mắt này. Cớ sao toàn những vết cắt. Còn em vết cắt, cắt mà mở âm ra nó sẽ bị vòm âm quá, nó không thực tế nha. Hát lần dài câu đó này. Cớ sao toàn những vết cắt. No, ta da ta da da ta. Cớ sao toàn những nước mắt. Cái gì đó em? Hai, ba này. Cơ sao toàn thấy nước mắt. Rồi tiếp em. Cơ sao toàn những vết cắt. Có lẽ nào đã đến lúc. Bỏ chữ đã đi em, không có đã nè. Có thầy đặt ở trên này. Có lẽ nào đến lúc. Lúc Úc này. Có lẽ nào đến lúc. Khi hai ta đã hết yêu. Hai ba nè. Khi hai ta đã biết yêu. Cứ luôn L dài, cẩn thận nhé, L ngắn, L dài nha. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Ok, vẫn trên à. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Anh không là thế giới ấy, anh không đây anh nè, sai melody đây em. Anh không là thế giới ấy nè, anh thật là nhỏ bé thôi. Đọc từ trên xuống rõ từng chữ này, hãy xem nha, em đang đọc đi để cho nó đúng nha. Yes, đọc ở trên xuống nè, không quen thì cứ đưa cái tay đập từ trên, có cảm giác quen rồi thì bỏ tay ra đồng thầy nhé. Nè nè, anh không là anh đó, hãy nhả các chữ ở phần trên khoang mũi, đập xuống cái đỉnh đó.
đúng rồi. Anh thật là nhỏ bé thôi. Tại nào? Tại sao anh? Tại sao anh cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra? Có nè. Có lẽ anh yêu em nhiều quá. Rồi. Lẽ là anh chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ. Lẽ là em chẳng muốn vô bề. Yêu em bằng trọng con tim ấy. Đến đâu nhiều lắm em biết ơn. Yes, nè. Đúng rồi, nào em thấy thế nào? Em thấy như thế nào? Có bị căng quá không? Em thấy hơi căng ở phần bụng. Đừng có bị... hết là tức là cái, trong cái khúc ban đầu á, đừng có sử dụng bụng nha. Bụng chỉ sử dụng khi, cơ bụng chỉ sử dụng khi mà em gần hết lượng hơi để em mới co và để hỗ trợ để hơi lên cái lượng hơi cuối cùng thôi. Em bây giờ em cứ bị quen kiểu hết một câu phát em ngủ một hơi kiểu thật dài, thật căng. No, nó không thực tế tại vì có những câu ngắn, câu dài và những chỗ nó ngắt cái ý nghĩa gần phù hợp, nên là em sẽ linh động cái việc lấy hơi trong câu hát là không phải lúc nào em cũng sẽ lấy sâu bằng nhau đâu nha, tùy từng chỗ nha. Cái đó sẽ phải tập dần dần để nó thành phản xạ mới, không có đó hơi khó đó. Còn như em hầu như là mọi người sẽ bị là cứ trong cái thời gian đầu á, hầu như là cứ câu nào lấy thật sâu bắt đầu hát hết hơi mới lấy tiếp, gần như là thế. Nhưng mà nó sẽ không phù hợp nha. Bởi vì em bây giờ nếu mà em lấy mà hơi ngắn quá thì em không cảm giác được là hơi nó xuống được hẳn cơ bản nhé. Thì bây giờ hiện tại trong thời gian đầu ấy, em cứ lấy sâu đầm thầy nhưng mà đừng có bị căng thẳng quá, đó là lấy quá căng nha. Lấy một cách thoải mái nha. Rồi cho thầy cái đoạn nào nữa ta. Cái chỗ đó là cái gì? Có lẽ anh yêu em nhiều quá. Đọc ở trên cao. Tại vì cái cách đặt ở trên cái chữ em sẽ ghép khép rất là gọn và cái cột hơi. Có nè. Có lẽ anh yêu em nhiều quá. Nên là anh gọi đập xuống. Ok, đổi thành chữ tiếng thầy nè. Tiếng khép chữ tiếng này. Tiếng. Rồi, tiếng nắng này. Nắng. Nắng. Đúng rồi, thung lũng nè. Thung. Đập xuống. Lũng. Yes, nhớ nha, cảm giác là giống như cái chữ nó đang ở trên đây, đập cái chữ xuống thế này. Đập cái chữ xuống cái cột hơi. Thung lũng, còn sai là ngửa lên là thung lũng, nó ngửa âm lên là tức là nó sẽ áo hết hơi, nó đẩy ngược hơi ra nhé. Này, thung lũng và khép cái chữ ở vị trí cao nhất ở trên cái vòng đó nha. Thung lũng hay. Rồi cho thầy chữ say xưa này. Say xưa gọn vào. Đúng, ok, nó rất là gọn, cái nét chữ mình phát âm nó sẽ gọn và nó thanh thoát nha, nó đẹp nha. Rồi, có lẽ anh yêu em nhiều quá, em lại dừng thầy này. Có lẽ anh yêu em nhiều quá. Nên là anh chẳng dám buông ra. Nhớ nha, mai mốt chỉnh về chữ LN, nên là N ngắn nha. Quá, nên là anh. Đó, thử thật. Dẹp. Nên là anh chẳng dám buông ra. Hay, ba nè. Có lẽ anh yêu em nhiều quá. Lên là anh chẳng dám buông xa. Ok, tiếp nè. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ. Lên là em chẳng muốn vô bề. Yêu em bằng chồng con đi mãi. Đến đâu nhà em biết ơn. Cứ cho đi rồi nhận ra tim anh vỡ đôi thêm tâm. No, cái gì? Có lẽ không nên yêu nhiều quá, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Hình như vậy đấy. Hay, ba nè. Có lẽ không nên yêu nhiều quá, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim cô đơn mạnh mẽ, nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ em vừa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại. Đừng yêu nữa nhé em ơi, yeah, anh mệt rồi anh. Rồi trong chỗ này thầy có xen vào cái đã hồi nãy là thầy chỉ cho em cái cách là phát âm cho nó rất là rõ là hãy nhả ở phần trên, cái vòm trên. Cảm giác là gõ cái chữ giống như trên cột hơi ấy, đập xuống. A, I, E, O, thì em hiểu rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ là cái chỗ xử lý ở đây, ca từ đây này.
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với đôi ba chữ yêu nữa thôi. Tức là ở đây, ví dụ nha, có khi chỉ vì anh không xứng đáng với, không phải là đáng với mà thật ra là ở đây là chẳng có là có khi chỉ vì anh không xứng đáng, đúng không? Ở đây là xứng đáng tại vì nó có chữ đáng nữa, mà nếu mà tách là có khi chỉ vì anh không xứng, không xứng thì thầy hiểu là không xứng, nhưng mà tự nhiên là đáng với ba chữ yêu. Đáng với ba chữ yêu là ý nghĩa gì? Nó không có ý nghĩa, nên là cái cách xử lý cả từ nó không được hay cho lắm. Thầy làm này. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng luôn, có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thầy làm lại nhé, thầy xử lý này. Nó sẽ trọn vẹn ý nghĩa cả từ này, nó đẹp hơn này. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng. Xứng đáng mà, tại vì ở đây do trong cái lời bài hát này có chữ xứng đáng luôn, nên là em phải gom lại ở đây này. Em không xứng đáng hay anh không xứng đáng. Một, nếu mà không có chữ đáng thì chữ xứng không nó có nghĩa nha. Thầy nói lại nè, thầy sẽ xử lý thế này nè. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu. Nếu mà em xử lý như thế thì chữ với thì em phải luyến, đó là có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Ok. Ok, thầy làm lại nè, thầy hơi tắc giọng nhưng mà em nghe cách xử lý nè. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng. Sorry, nhầm hòa âm. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi. Anh mệt rồi. Được không em? Xử lý làm thầy nào. Hai. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng. Đây, đây, còn được nè. Xứng đáng là ok nha. Xứng đáng với ba chữ yêu. Với ba chữ yêu nữa rồi. Hai, ba nè. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Đúng rồi. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi. Hai, ba nè. Anh yeah, bây giờ so sánh nha, bây giờ mình thử so sánh khách quan đi. Hồi nãy nếu mà theo phiên bản chính, ở đây thầy không có nói cái vấn đề gì ca sĩ phiên bản chính hát thế nào thì không biết, nhưng mà tại vì thầy muốn gợi ý ở đây là cho tụi em có một cách xử lý mới hơn. Thường thì tụi em khi nghe ca sĩ tụi em sẽ có cái cách là sẽ bị dập khuôn là hát theo ca sĩ. Thầy đồng ý cái việc đó, tại vì tụi em chưa có một người hướng dẫn và không biết định hình cách hát sao á. Nhưng mà thầy hướng dẫn rồi nhá. Bây giờ thầy theo cách cũ nha. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Cái vế đầu thầy đồng ý là rất là hợp, nhưng mà tự nhiên xứng đáng với ba, đáng với ba là sao? Nó không có nghĩa, tại vì sẽ xử lý không hay lắm nha. Nào, cho thầy một lần nữa kia nha. Thầy làm nè. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại. Thế thôi anh xin dừng lại. Thế thôi anh đây là anh là em đây này, đó là em là nhân vật chính nè. À đây mình đang đổi vế nam nữ qua nam nha, lời nè. Thế thôi anh xin dừng lại, giống như nói á, em giống như xử lý cái ý nghĩa, cái cảm xúc á, giống như nói á, em hiểu ý thầy nói, giống cái bài của em thầy sen quá. Thầy làm nè. Thế thôi anh xin dừng lại. Thế thôi anh là anh nè. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Hay thế thôi em. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mới xuống. Ok, hiểu ý nha, tức là hiện tại thì ở đây là làm để làm cách nhanh nhất để tìm ra kiểu phong cách riêng của mình nha. Đúng rồi, bây giờ thế này nha, thực sự là giọng thì có chứ không phải là không, nhưng mà do là tại vì người ta cứ hay kêu là làm sao để hát được cái cách riêng của mình, cách riêng của em, người ta hay chấm điểm, các giám khảo họ hay nhận xét như vậy, họ hay nói như vậy á. Nhưng mà để mà có được một cái cách hát riêng của mình nhá, thì đầu tiên là em phải có sự cảm nhận một xíu cảm âm á. Cảm âm ở đây không hẳn là cảm về cao độ, trường độ, mà là cảm về cái nội dung, về cái ý nghĩa của ca từ, sau đó em xây dựng lên. Tại vì bây giờ cái nội dung bài là nó nói như vậy, chỗ đó là đang buồn, đang đau, nhưng mà không hẳn là chỉ có một cái sắc thái buồn duy nhất. Buồn có nhiều kiểu, đúng không? Thí dụ bây giờ đó là thí dụ yêu nhau bỏ nhau, đó là buồn, nhưng mà buồn đối với em buồn cách khác, thầy buồn cách khác, có nhiều cái cách để xử lý cái sắc thái tình cảm. Ví dụ nha này.
có bao giờ em nghe, à đã bao giờ em nghe, có vài điều khi yêu. Đó, buông nhẹ này. Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Thầy hát này chơi nhé. Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Ok, đó một cách. Cách thứ hai là họ hát đều này. Một là không nói dối, hay là không nói dối nhiều lần, là họ hát đều đúng không? Nó cũng là một cái cách chứ không hẳn là cách nào nó bị sai, nhưng mà cái cách thứ hai, cách thời lơi ấy, cảm giác nó nội tâm hơn một chút xíu. Em đồng ý không? Thầy làm nha. Một là không nói dối, hay là không nói dối nhiều lần. Đó, tiếp này. Cớ sao toàn những cái gì, sorry lời này. Cớ sao toàn thấy nước mắt này. Cớ sao toàn những vết cắt. Ở đây thầy xử lý chữ cắt, thầy không có mở âm dài là vết cắt ở đây, vết cắt ở đây là cắt ngọt đứt này, cảm giác nó đau đớn, nó rất là gọn lẹ này, nên thầy không mở là cớ sao toàn những vết cắt. Thầy không mở âm cắt dài mà thầy cắt luôn, mà cắt đặt cái âm thanh rất là nhẹ này. Toàn thấy nước mắt, cớ sao toàn, sao toàn. Nó gần như là khóc ấy, em hình dung không này. Cái âm thanh nó tạo ra hiệu ứng cái màu sắc tình cảm nha. Cớ sao toàn thấy nước mắt này, cớ sao toàn những vết cắt. Yes, ok, đó, đưa cái màu đó vào để nó có nội tâm nha. Còn ai hát mà đơ đơ ra nó bị thiếu tình cảm á, thầy làm lại nha. Em đó, cái việc giúp hãy là cảm nhận để em có thể em xử lý một cái bài nó có cái cá tính riêng. Hiện tại thì giống như là em đang học nên thầy phải là người định hướng cho em, thầy gợi ý cho em để em có cách xử lý. Mai mốt khi mà em phản xạ được tốt, em sẽ độc lập với cách xử lý. Ok, thầy làm lại nhé này. Cớ sao toàn những nước mắt, cớ sao toàn những vết cắt. Có lẽ nào. Em nghe cái thứ nhất âm thanh sao? Có màu tình cảm đúng không? Còn thầy hát đơ đơ này. Vết cắt. Có lẽ nào đã đến lúc, có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu. Đó là bị đều, hát bị nó bị đơ 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 ra, nó bị dàn trải và thiếu nội tâm. Thầy hát lại cách có nội tâm này. Cớ sao toàn những nước mắt, cớ sao toàn thấy vết cắt này. Có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu. Đúng không? Nó sẽ rất là hay nha. Nó sẽ nghe sơ qua thì nó chỉ biết là hay, nhưng phân tích ra thì thầy bỏ nhỏ âm lượng, thầy phát âm nó gọn chữ và cái âm thanh của thầy có màu ấm, thầy thể hiện được cái nội tâm. Đó, thầy gợi ý cho em, thầy phân tích cho để em hiểu nhé. Còn bây giờ thì qua bài của em một chút đi, được không? Bài mới hay là bài cái gì yêu? Bài gì? Đơn phương hay là bài kia? Thầy cho anh thêm một lần cái bài đơn phương để từ sau anh nghe kiểu đi. Ok, đơn phương nha, để lấy cái lời này. Khi hai ta đã hết yêu, cứ im lặng sẽ đến. Mi đáng trưởng em nhỉ, Mi đáng trưởng nhé. Áp dụng cái hồi nãy vào em xem nó khấm khá như thế nào nha, nó tốt hơn như thế nào này. Thầy làm nè, đợi thầy một chút. Rồi, thầy làm này. Ở đây là buồn nhưng mà buồn lãng mạn nha. Cách hát của mình nó vừa có chiều sâu, vừa đẹp âm thanh, đẹp vocal, chất lượng tốt và nội tâm lãng mạn có nha, đầy đủ hết này. Nhưng mà quan trọng là nó chân thật nha. Cách hát của mình nó cần cái sự bình dị hơn, chứ đừng có bị quá phức tạp. Phức tạp ở đây là do cái kiểu là diễn quá về âm thanh nha, nó sẽ không ấy nha. Thầy làm này. Ngày em rời bỏ anh, thương ngày mưa ngâu trong lòng. 2, 3 nào. Lấy sâu trong thầy nhé. Kết hợp với việc nhả âm đó và cái cột hơi rất là dài nè. 2, 3 nào. Ngày em rơi bỏ anh, tựa ngày mưa ngâm trong lòng. Chỉ biết đường lặng thinh nhìn em xa mãi, bất lực trước sự lạnh. Ok, ký ức nào em. Ký ức đó dường như đang dần tan.
Ok, cái chỗ mà rồi tương đối là có màu nhưng mà bây giờ thế này này, em làm chưa tới nè, cái chỗ cuối mới thể nói này đây. Sáng anh Thế nó chưa có đủ cái độ áp phê về cái cảm xúc này. Chẳng còn thứ nào ngang trước giờ như anh được chết đưa vào nào, như anh được về quá khứ buồn để cho lỡ giấc không muộn phiền phà hình bóng em. Nội tâm hơn nha em nha, nó nội tâm hơn nè. Cái chỗ đó làm lại đường thầy nha. Hòa vào chốn nè, hòa vào chốn, đập trên em, đập mạnh xuống, cái âm thanh của em nhả mạnh xuống cái cột hơi này cho nó rõ nè. Xa như đây chẳng còn thoáng thức trên đời ngang trái xa như anh đưa nỗi có lớn em nội tâm mà không phải là bình thường. Ok, được không? Được không? Hôm nay có cái bài học là cảm giác nhả cái chữ đó nó sẽ gọn nha. Bây giờ thầy nói là em muốn hát mà tự nhiên á thì hãy về tập cái các cái chữ trong câu mà chữ nào em cảm thấy hơi khó khép á, hãy đóng âm ở cái vị trí cao nhất đó nha. Hả? Cái vòm trên khoang miệng. Cầm luôn á. Hả? Cầm đập luôn à. Sao em? Có nghĩa cầm mình đập luôn từ đấy á, cầm cầm sớm mà anh không thằng tùy từng chỗ ở đấy thử thôi, thí dụ như cái thí dụ như chỗ nào nha. Tùy từng chữ chứ, thí dụ cái chữ nào nó ngân dài á, thường là chữ đóng luôn đó là chữ thí dụ nó hát cái nó qua chữ tiếp theo nó ngắn đúng không? Với cái trường độ độ dài cái chữ đang ngắn á. Hát chữ này nó đi qua luôn chữ tiếp theo á, thì em phải khép chữ luôn nhưng mà khép ở cái việc tròn và úp cho nó đẹp vào. Còn cái chữ đôi khi nó kéo dài nó ngân dài thì em phải mở âm ra nhưng mà mở âm là vẫn đẹp nha. Đâu, cái chữ. Kiếp đó dường như là dần tan biến trong đây đây hiểu của anh nơi khác vẫn tan được mà hóa ra là khi thiếu em từng ngày anh nhớ về phút giây yên bình mà ta trao nhau ngỡ đã 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 cái gì sẽ cứ ngỡ thế một khoảng thời gian thích nhau cái đoạn đó sau đang tấu thì phải nói thích nhau thích nhau. Ok nè, ta từng có một khoảng thời gian thích nhau. Ok, cái đó thật ra em còn thiếu cái vòng cao nữa. Nhưng mà cái đó thì sẽ nói sau. Khi mà trong phòng thô ấy, em cảm giác mà không chắc chắn về cái nốt phiêu thì hãy hát bình thường đồng thời nhé. Phiêu là phải phiêu đẹp mà không phiêu đẹp thì mình đừng phiêu nha. Nè, thầy làm ở cái chỗ nè. Ta từng có một khoảng thời gian thích nhau, nhau, nhau.
nhau. Đúng rồi. Anh thấy ở đây chữ nhau ở đây không phải là nhau luôn mà nó mở âm một xíu đúng không? Nhau á. Thích nhau, thích nha, thích nhau. Còn nếu mà thích nhau đó là đóng luôn thì nó rất là xấu chữ, em phát hiện không? Thì cái chữ nhau ở đó là do nó ngân dài nên em phải mở ra chữ nha, nha và u ấy, nhau, nhau, nhau. Đó, vậy đó. Nhớ Đó. Thích nhau. Vậy đó, hãy feel đẹp nha. Em về em cứ tập nhiều nó sẽ quen. Đó, thầy làm này. Ở từng có một khoảng thời gian thích nhau. Đó. Có đó anh mơ mộng, anh hoang tưởng. Có cơn mưa vội ngớt, có cơn mưa vội ngớt mang ước từ về cuối trời. Có cơn mưa, hát có cơn mưa đồng thầy nè. Có cơn mưa thôi nữa Bầu luôn em. bầu trời hạ trong anh trở nên băng giá ghi chặt nỗi đau giá con Ok. tim anh trôi về một vàng ngỡ Tim mắt anh đã trong chỗ này thì chữ anh ở đây mở dài một xíu thì thầy đồng ý nè, ví dụ nhé, giữa con tim anh đó, nó mở dài nhẹ một xíu thôi đó, đẹp. Tức là phải căn cái độ dài làm sao nào, mở quá thì nó xấu, nó quá dài, mà ngắn quá thì nó lại giữa con tim anh trôi thì nó quá cứng đúng không? Nên là đó, hồi nãy em có hỏi thầy một câu là chỗ nào nên khép, thầy mới kêu là tùy từng chỗ, là nếu mà chữ đó nó ngân hơi dài á thì em mở cái âm âm đầu của nó ra một tí sau em khép lại, làm lại nha. Giá con tim anh nào, lấy sâu và úp âm thanh cho gọn vào, nhả chữ đẹp vào. giữa con tim anh trôi về một bờ Đúng rồi. hoa vào chốn vô yên chẳng còn muốn thức tình đời nào trái xa Hơn, nó nội tâm hơn. Thứ tình đời ngang trái xa như anh. Phải tập cái cách chạy nốt để mà hát được cái. Thầy làm lại nha, em phải tập được cái cách chạy này này. Cho con thôn, cái chỗ cao thì không lên nha, thầy giọng thầy không ổn lắm này. Chẳng có thấy thứ kia đời ngang trái xa như anh được. Anh được dẹp, anh được, anh được. Đọc lại tiếp nào, gần được thêm tí nữa nào. Thôi xa như anh được về quá khứ để muộn phiền hình bóng em. Thầy góp ý tại thế này, tức là cái chỗ đã để cho, tại sao lại phải liến như thế, để cho nó tăng cái kịch tính, cái nội tâm lên, còn nếu không nó bị hiền hòa, nó trong sáng, nó bị đều quá này. Đang trái ra như anh được, nó hiền quá đúng không? Trái đã đều đã trái ra như anh được. Yeah. Muộn phiền. Wow. Băng em. Cái này là đơn phương 3 đúng không? Đơn phương 3 trung thông này. Cái này là mi giáng trưởng em nha. Thì tạm thời bây giờ thế này, em cứ về cái bài mình cũng có tập rồi, em cứ thầy góp ý thêm các cái chỗ xử lý là thầy cũng có nói trước đó rồi, để cho nó gọn rồi. Đừng có bị cứng âm quá, hãy nhả các cái chữ cho nó gọn nhẹ giống hồi nãy nhé. Thầy thử lại nhé, các cái chữ có âm ngờ cuối này. Tiếng, tiếng, tiếng. Giống như giờ ngón tay ra, đập xuống cái cột lấy cái chữ tiếng nhả từ trên đây này, nhả từ trên vòng miệng nó, đập xuống này. Cột hơi của mình từ cái chỗ vị trí âm thanh, cái vòng trên của miệng á. Á, cái đỉnh ở vòng trên xuống tới cơ hoành đúng không? Là cột hơi chiều dài, chiều đập hơi này. Nhả cái chữ đập vào cái ngọn cột hơi á. Tiếng, khép trên đó luôn. Tiếng. Tiếng. Rồi, hát này. Tiếng. Hát, 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 hát.
Ok rồi, chữ nào khó nữa, thí dụ ký ức đúng không, ký ức hồi nãy khó này, ký 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 cúi vào cái đầu này những cái búa đao đình nhá, đóng một cái đầu nữa này. Ký 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 ức ức ức. Yes, ok. Còn thí dụ ký ức này, thí dụ chỗ này hát nhẹ đúng không, ký ức đó, ký ức đó dường như đang dần tan biến trong vô thức của anh. Ký ức đó, khi mà vào thực tế hát thì em phải nhả cái cách nhẹ và chậm lại, slow lại nha, chậm lại đó cho nó mềm nha. Còn nếu mà phang mạnh có nó bị là ký ức đó là nó bị thô âm thanh. Yes, đó vậy đó, hãy mộc mạc cái cách phát âm của mình mà nó đẹp nhé. Làm lại lần thầy một lần nữa nè, ký em cứng no, ký ức đó chạm vào chữ ức thôi, ký ức đó dường như đang dần tan biến. Được rồi nha. Nhưng mà bây giờ thế này là em quan trọng là thầy biết là làm đơn từng câu lẻ từng cái câu thì em ok, nhưng mà khi mà vào thì nó sẽ chắc chắn là chưa thành phản xạ đâu. Mình tập đến một cái độ nào mà nó thành một cái kỹ năng, một cái phản xạ mới á, lúc đó em sẽ không bị vướng mắc nữa. Nhưng mà thầy vọng là ý là cái buổi thu, cái chỗ mà mình có tập thì nó sẽ đỡ cho em, và em sẽ hát hay và cải thiện được những cái phần phát âm hơn, hay hơi hay xử lý hơn. Ok, tạm như vậy nhé. Hôm nay mình sẽ off ở đây, và tuần sau mình sẽ gặp lại sau. Bye em nha, có gì cái phần thu âm thì cứ chia sẻ thầy biết nha. Bye bye em, bye bye. Ký ức đó dường như là...